Em xin chào cả nhà. Bất động sản đặc biệt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay về đây là ở ấp Thân Bình, xã Thân Hữu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, gửi đến chị một miếng đất vườn cực kỳ đẹp anh chị nha. Với diện tích đó là ngang là 22m, chiều sâu là 113m chị nha. Một vườn trái cây hiện tại là đang có quay lại luôn chị, có dừa, có chuối và một số cây trái khác anh chị. Trường Đại học Tiền Giang nằm ở vị trí đây khá đẹp nha. Nếu chị ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị thì tính từ bến xe miền Tây nè anh chị thì về tới nhà vườn của mình á, là cái đất vườn của mình anh chị là 57 cây số là tới anh chị nha. Đây là vị trí đưa lên cho chị xem nè, mình chạy xe khoảng 1 tiếng 15 phút là tới anh chị. Còn anh chị ở xa như ở Cây Lậy, Cần Thơ, Gò Công á thì tới vị trí trường Đại học Tiền Giang á, em sẽ đón chị đây nha. Tôi tới đất mình á là khoảng là 400m đổ lại thôi là tới chị nha. Từ vị trí trường học này mình vô tới miếng đất của mình á là khoảng 400m đổ lại thôi. Mình đi vô đường này nè anh chị nha. Rồi để em chạy xe từ từ vô để cho anh chị mình tham quan đường xá anh chị nha. Đường này cho xe là khoảng 1,5 tấn mình lưu thông anh chị ha. Đây là cầu liên ấp Thân Bình, Ngãi Thuận anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, chạy từ từ vô mình tham quan đường xá anh chị nha. Vô khoảng là 300m đó chị, là đường xe ô tô. Này là đường nhựa, đường nhựa này nhỏ thôi anh chị, không có lớn anh chị nha. Còn 100m đổ lại là đường xe máy anh chị. Trước đất mình là đường xe máy nhưng mà đường công cộng, đường thông anh chị nha. Đây anh chị không, khu vực này hàng xóm rất là đông đúc anh chị nha. Đây có xe ô tô đậu anh chị không đó, đường này xe ô tô vô thoải mái anh chị. Rồi tới đâu bắt đầu mình vẹo phải anh chị nha. Đây thì phải vô đường xe máy anh chị. Cái hướng đất mình ở đây đó anh chị là hướng nam nha anh chị ha. Anh chị nào mà hợp phong thủy hướng nam á, đây coi phong thủy á, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Đây nhà cửa rất là đông đúc anh chị nha. Rồi mình đã tới miếng đất anh chị ha, để em xuống xe em quay trực tiếp cho anh chị xem và chỉ ranh giới luôn nha. Cái đường này là đường thông nha anh chị ha, đường công cộng nha anh chị. Từ chỗ hàng rào hàng dừa đây anh chị ha, đó có hàng rào nè anh chị. Sâu vô là 113m. Còn cái mặt tiền đường đan xe máy này á, là 22m chị nha. Mỗi clip dừa anh chị và bưởi thì là khoảng là 6m chị ha, rất là rộng nha anh chị. Mình được là 3 clip với 2 cái mương anh chị ha. Cái mương này có khoảng là 2m dài hết đất luôn anh chị. Đây thì chủ ở xa ha, không có canh tác anh chị ha, không có bón phân nhiều nên cây trái dừa cũng rất ít, không có nhiều nha anh chị. Rồi qua tới ranh hàng dừa bên đây nè anh chị, cái cây dừa này nè. Đó, hàng mình. Hàng dừa, cái dừa này của mình nha anh chị nha. Rồi để em quay qua cái đường xe máy mặt tiền 22m lại cho chị xem nha. Đây. Mặt tiền mình cũng khá đẹp anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, vào đi từ từ vô trong mình tham quan ở bên trong đất nha anh chị. Đất mình anh chị thì không màu mã, không có vướng dây điện cao thế anh chị nha. Đất mình khá đẹp anh chị. Cái này thích hợp cho anh chị cô chú nào mà lớn tuổi ha, muốn yên tĩnh á, về đây nghỉ ngơi á, ở Sài Gòn rồi anh chị. Thì đây là vị trí khá đẹp ha. Thứ nhất ở đây thì hàng xóm rất là đông. Ở đây gần trường Đại học Tiền Giang anh chị, chỉ có là 400m đổ lại thôi, là tính từ đường ngoại đường lớn anh chị nha. Còn ở đây mình đi chợ anh chị, thì ở đây có chợ gần nhất là chợ Thân Hữu Nghĩa anh chị. Chợ Thân Hữu Nghĩa thì mình đi khoảng là hơn cây số là tới chợ Thân Hữu Nghĩa rồi. Ở đó có nhiều tiện ích như là trường học nè, ngân hàng nè, chợ nè và rất là nhiều tiện ích khác anh chị nha. Con cái mình về đây mình cất ở nhà ngôi thái hay là nhà nghỉ dưỡng ở đây anh chị. Đó thì mình đi học trông rất là tiện anh chị ha. Đây đất mình chị không? Rất là đẹp.
Cái này mình về mình phải bón phân chăm sóc xíu anh chị ha, tại vì chủ này ở xa anh chị, không có lên nhiều, nó không có chăm sóc đó, nên cam với bưởi với dừa thì trái không có nhiều. Dừa thì một số cây hiện tại đang có trái chị ha, còn một số cây thì chưa có trái chị. Còn một số cây bưởi với cây cam thì còn nhỏ thôi, đặt mà sau này khoảng 5-6 tháng anh chị, còn nhỏ. Đây hàng xóm mình anh chị ha, nó quay qua hàng xóm cho chị xem. À, bỏ một lô đất này nữa là tới hàng xóm anh chị. Đó, nhà cửa đây rất là đông anh chị nha. Có một cái nhà tường rất là to chị ha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dương hình để tương tác với em, để nhận được video mới nhất. Tìm đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở để cho chị đầu tư hay về đêm nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều nha. Bên em cũng có đội thi công công trình, san lấp mặt bằng và làm gào theo yêu cầu của khách hàng. Anh chị và cô chú nào có nhu cầu á thì bên em cũng hỗ trợ cho anh chị và cô chú nha. Ở đây mình về thành phố Mỹ Tho rất là gần nha anh chị ha. Mình ra quốc lộ A mình chạy xíu là tới chị, khoảng là 4 cây số là tới thành phố Mỹ Tho rồi anh chị. Còn ở đây mình đi về chợ đêm á anh chị, Tam Hiệp á, thì di chuyển khoảng là 4 cây đến 5 cây số là tới chợ đêm Tam Hiệp rồi. Đất mình khá là dài chị nha. Đây một cái vườn cây trái. Hiện tại một số cây dừa đang có trái nè, bưởi thì cam thì còn nhỏ chưa có trái anh chị nha. Đất mình là được 3 lít anh chị và hai cái mương anh chị nha. Đang quay rất là kỹ chị, cho anh chị xem ha. Cái này mình cắt cái nhà phía sau, mình kéo con gào bên tay trái với ngoài sau đuôi anh chị ha. Ở bên tay phải thì đã có hàng rào ranh giới anh chị, còn bên tay trái với sau thì chưa có hàng rào nha anh chị. Đất mình khá dài nha anh chị nha. Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng vườn nằm ở xã Thân Hữu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em xuống thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 970 triệu là 1.000 mét vuông nha anh chị ha. Thì chủ còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn, mình rất yên tâm về ranh giới, giấy tờ pháp lý anh chị ha. Thì nãy em có đưa cái sổ lên cho chị xem á. Từ cái mảnh vườn mình á, đi ra đường nhựa ô tô á là khoảng là 100 mét đổ lại thôi. Rất là gần anh chị thấy không? Còn cách đường trường đại học Tiền Giang chỉ có là 400 mét đổ lại anh chị nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi để quay gần lại giới cuối cùng luôn cho chị thấy nha. Đây, cái hàng dừa cao anh chị là ranh giới cuối cùng mình. Tại đất mình rất là xa. Em quay tới đây cho anh chị xem ha. Anh chị và cô chú nào có thiện chí quan tâm cái mảnh vườn này á thì liên hệ với em trước. Em sẽ đón anh chị và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.